Anh em đang ngồi học về đầu tư nhé, và cả trade. Tao vào con này mà con mãi là máy nó bị bán rồi, máy nó phá này rồi. Tao vào chứng khoán này lần này thì em chắc chắn là sẽ đứt. Em không phải là chứng khoán đứt là tổng thể sẽ chết. Trong đầu tư mình sẽ có những cái hướng là mình sẽ đánh những hướng đầu tư dài hạn khác nhau, và cái nguồn vốn mình phải biết cách mà mình phân phân bổ. Hôm nay tao sẽ hướng dẫn anh em thế nào là gì nhỉ, giải vốn, thế nào là điều vốn, thế nào là khi mà đưa dòng vốn vào phải thoái ra, để anh em hiểu rõ như thế này, chứ không phải là lúc nào anh em mình cũng nhảy vô xong rồi nó cứ đòi là bơm vốn vào xong rồi bơm vào xong rồi. Người ta phải hiểu rõ là gì nhỉ, tất cả trong đầu tư của nghệ thuật của đầu tư đó là nhập mát phải rút được vốn ở thị trường đấy. Còn tiền còn nằm ở trong bất kỳ một cái kênh nào, ví dụ đầu tư vào coin, tiền còn nằm ở trong coin thì có nghĩa là vẫn là tiền của thị trường. Sợ nhất một vấn đề là nhà tiền vẫn còn ở trong thị trường, tiền ở trong thị trường thì vẫn là tiền của thị trường, có đúng không? Giống như tiền mày 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 xách đi mày gái mú thì tiền của gái chứ phải tiền của thị của mày đâu. Tại vì trong phương pháp của anh nó là regression, thế nên là nhà mỗi anh em sẽ phải có những cái cách mà thì nhà điều chỉnh khác khác nhau. Cũng giống như cô Thắng này nó là mới, giống như anh Hà lại là một cái hướng khác, thì mỗi người đánh sẽ có những cái cách khác nhau chứ không phải là dập khuôn, càng ví dụ thì càng càng chết thôi nhá. Còn tuyệt đối là không nhìn về quá khứ, quá khứ là một thứ là nhà sẽ giết chết nhà đầu tư khi mà nhà tham gia vào trong cái thị trường này nhá. Tao đánh là tuyệt đối tao không có thích quá khứ nhá, rồi tao không thích làm bò nhai lại, biết chưa? phát của anh em mình giao dịch theo như chim một cu nhé. Thì mọi người thấy rõ đây là mây, ví dụ như giá đang nằm ở trong mây để có đánh không? Nếu mà đánh theo ý chim một cu là giá ở trong mây là không được dừng đánh nha. Thường là gì nhỉ, nếu mà đánh theo ý chim một cu là gì nhỉ, từ trên này đổ xuống đây chạm mây này thì mình đánh lên, hoặc là phá đây này chờ phải giật về đây đánh xuống. Đây gọi là một là gì nhỉ, đây là dạng như đây là một cái cản trong vùng mây thì mình sẽ không đánh, đường này được gọi là đường ten can kijun đó. Còn đây là phái bốt, mình sẽ phối hợp cả phái bốt, đây là bi sả nhé. Thì khi mà vận dụng các thứ thì mình phải biết, mình nhìn nhận, mình đánh giá rồi mình đưa ra giá trị khác nhau trên thị trường. Và gì nhỉ, ví dụ ở trong này bây giờ nó phá xuống đây, vậy thì có nhiều trường hợp thì nhỉ, ở đây gọi là nhỉ, đây cũng gọi là được gọi là đánh breakout này. Tại vì đánh breakout khi mà gì nhỉ, phá xuống đây bắt đầu là nhỉ, phá xuống đây nhé, bắt đầu phải đóng vào đây thì sang cái cây đến kế tiếp chạm cây đến kế tiếp nó hồi về đây bắt đầu nó nguyên xuống, đây cũng gọi được gọi là đánh mất cao nha. Đó thì khi mà anh em giao dịch, anh em vận dụng, anh em nên hiểu rõ vấn đề này, và trong cái trường hợp như thế này đang nằm ở trong mây này thì chúng ta sẽ không có đánh nha. Đó đây, đưa cái máy sắt đây không? Đó đây tài khoản này đây. Và khi mà gì nhỉ, anh vận dụng ở trong cái này giờ thực tế cái Ichimoku này thì anh thường anh hay để máy trắng thế này để cho anh em xem đó. Đây toàn bộ anh em này đó. Đấy, phương pháp của mình là chủ yếu đánh theo gì nhỉ, Ichimoku nha, với cả vi sạc rồi với cả pivot nha. Ok nha. Rồi anh em mình cứ ở trong nhà chứ đi đâu cả. Giật mày hay dùng tao bậy bạ nhất, mày có gia đình rồi mà mày toàn dùng bậy bạ, không tao đến sợ mày luôn. Không biết vợ mày nhà thế nào. Mày đừng có đánh trống làng nhé. Vào đâu mà có gia đình nhà toàn rủ thầy bậy bạ không à? May là thầy không có tính bậy bạ, thầy chỉ có lăng nhăng thôi. Tin nào mà chẳng được, tin mình chỉ có copy thôi. Thực ra tao chỉ chờ đến tin thôi, còn nó chạy thì tao đã đặt SL Take Profit và tao biết điểm rồi. Em ơi, ngồi chơi. Không có tính toán được vấn đề này. Giống như là nhà anh Hà mới đầu cho em xong rồi về sau lưng em bảo tại sao phải mua.
sáng ra có cho. Thực ra cho cái này là thành nha, nếu là cho này là một cái thói quen sau này mình định hình được mình sẽ phải làm gì trên cái thị trường này đó. Anh cho khoảng liên tục 3 tháng một phát là anh rất là thông tin về cái gì mà anh cần. Còn anh không cho là anh không có hiểu được vấn đề. Anh em phải tập cho, khi mà cho lại rồi thì bắt đầu mình mới định hình được hướng em lên ngày nào mà chẳng phải cho đó. Nhưng mà cho đây thì đến lúc mà mình, khi mà giá cái thị trường này có biến động em có đánh không? Em đánh hết, ngày hôm qua em chờ đúng cây này chỉ lệch có vài bit thôi chứ không hề lệch nhiều đâu đó. Giá em đưa ra chỉ lệch có vài bip thôi chứ không hề lệch nhiều. Và hôm qua có phải tao vừa lái xe vợ tao vừa đọc lời lỗ không? Hả Thái? Có đúng không? Đó. Mà em nói hẳn là hôm qua em sale là em ăn được bao nhiêu bip, em có nói trước được không? Em nói trước được hết. Ok chưa? Hai mặt chưa? Thành ra coi như mặt tiền này ở giữa. Đây, xong rồi bên này là một miếng, bên này là hai mặt tiền tường chưa? Miếng này dám đổ cho em, mà em dám đổ căn nhà Hà Đô của em ra thì giờ đang bán bao nhiêu? Đang ra 4 tỷ có thương tổng diện đấy là 1.330 gần 1.400 mét vuông, 1.400 mét vuông mà sau này mất ở giữa đấy, ở giữa mất giữa toàn ở giữa đấy đúng không? Thanh ra tiền đường có phải đẹp không? Đó, nhưng mà cái này ở chỗ nào nó cũng vẻ cho ta. Bài này được 2 lần cũng rất là nhiều. Và người mày chưa đánh đâu, không phải chẳng xuống nữa. Hôm nay em sợ thì đến tận 58 59 ở phía dưới. Máy theo em đánh rất là ít nhưng mà tài khoản này có vài trăm lên kinh không? Rồi, đây là xong. Rồi có gì vậy để em hôm nay tốn em vừa rẻ vừa hướng dẫn tại sao mà em sell, tại sao mà em lại take profit rồi. Đánh cao quá là đánh mà chỉ có đứt, thấy thấy chưa? Coi đợt này Tết năm nay là đứa nào người ấy là chết sẵn máu từ cái vụ này. Đó. Tính thêm luôn. Đó lời chưa, tài khoản càng lúc càng lên này. Đó, thấy không? Take profit hết rồi chưa? Em tính em mang mày mang riêng cái quần lọt khe cả một bộ đồ đi cửa phải đẹp chứ về đấy lạnh chó gì mà lạnh trên đấy có mười mấy 20 độ mà mày kêu lạnh thì tao cũng sợ. Trên núi mười mấy 20 độ mà không lạnh. Trời ơi, tao đi tầm 16 độ tao vẫn mặc này cái quần sọc là thay cho em là mang thay cái mày. Mà ở trên đấy không có men đâu, trên đấy chỉ có nhà là nhà gỗ nhá. Nhà gỗ tối gió lùa vào làng lắm. Ủa mình có gói một cái chứ có gì, chắc tao có gì mà